Hôm nay cuối tuần rồi thì mình sẽ giảm giá cho các bạn một sản phẩm nha. Thì đó là con ly đề nông 1502E, một cái con ly màu silver rất là đẹp, có remote kèm theo. Và con này là hàng xuất châu Âu, điện 230V nha các bạn, mặt phai bạc cực kỳ sang trọng. Dòng này thì nó có chức năng pre-out nữa, chúng ta có thể chơi qua sub hoặc biến nó thành một cái rè. Điện 230 thì các bạn khỏi sợ cắm nhầm điện rồi nha. Chúng ta cắm điện 110 thì nó sẽ không hoạt động, còn chúng ta cắm đúng 230 thì nó sẽ hoạt động. Chứ mà cái điện 100V á, thì nếu các bạn cắm nhầm 230 thì nó sẽ đi ngay lập tức, cháy ngay. Đây là bát rét ba lăng, nó có nút này để chúng ta chơi đầy rét. Đây là nút power âm ly để các bạn biến nó thành một cặp bao. Đây là volume. Con này thì cực kỳ đẹp, chỉ có một chút xíu 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 là ở dưới này nó có bị trầy một chút, mà nhỡ nó ở dưới thì chúng ta cũng không thấy được. Rồi bây giờ quay ra phía sau nha. Con này thì được sản xuất tại Nhật Bản nha các bạn, Made in Japan. Đánh được từ 4 đến 16 ohm. Công suất ra loa thì 250W cho loa 4 ohm và 160W cho loa 8 ohm. Thì các bạn có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm, số điện thoại dưới góc màn hình. Đừng quên là bên mình vẫn luôn bán USB và ổ cứng chip sẵn nhạc chất lượng cao. Một USB như thế này là 128GB, 800 ngàn. Còn một cái ổ cứng là 1000GB, giá là 2 triệu nha. Tùy nhu cầu các bạn sử dụng nhiều hay ít mà chúng ta mua để cho phù hợp. Rồi con này thì hôm bữa là mình rào là 12 triệu rưỡi, bây giờ mình sẽ giảm còn là 11 triệu 8 trong cái cuối tuần này thôi nha các bạn, thứ bảy chủ nhật thôi. Thì các bạn có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm, số điện thoại dưới góc màn hình. Coi như mình giảm giá như vậy thì nó chỉ bằng những con đề nông 1000, hơn con 1500 R một chút. Còn 1500 R 2 La Mã bây giờ nó cũng 12 triệu mấy rồi, đó nhỉnh hơn con 1500 R một chút. Nhớ nha, bên mình có bán USB này nha. USB là 128GB, 800 ngàn, chip sẵn nhạc chất lượng cao. Còn ổ cứng là 1000GB thì là 2 triệu. Tất cả đều là nhạc chất lượng cao. Ổ cứng thì nó sẽ chứa thêm nhạc DSD nè. Đến từng vạt
chưa nói biết tỏ cùng ai để trang sách chép đầy vần thơ hồn mơ mơ ngoài cửa anh.